Xin chào các bạn đã trở lại với kênh công nghệ ô tô của Đàm San. Trước mặt mình đây là cái bảng điều hòa của con Santa Fe phiên bản 2021. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái phần bảng điều hòa này. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây, lấy hết này. Đầu tiên chúng ta không nên dùng tua vít, chúng ta dùng tay, toàn bộ bằng tay. Chúng ta sẽ tháo lần lượt như theo mình đang hướng dẫn đây. Toàn bộ bằng tay, không dùng tua vít. Nếu mà cái này nó rất là mỏng và rất dễ bị chảy xước, cho nên anh em không nên dùng tua vít và cũng không cần phải dùng đến cái phe cậy nhựa. Chúng ta chỉ cần dùng tay là chúng ta sẽ có thể cậy lên được, rất an toàn, không bị xước sát bên tí nào. Rồi, mình cậy cái đầu này trên lên trước. Sau hai bên sườn. Rồi thì mình sẽ đến cái khu vực đằng sau. Đây là toàn bộ cái bảng hệ thống điều hòa và phần điều khiển đài khi cần số. Đây, mình tháo ra. Trong cái phần tháo ra này, anh em đặc biệt phải quan tâm cho mình cái phần này. Đây, phần rắc trắng to, hai rắc trắng to và cái rắc vàng này. Anh em phải để ý rắc vàng này. Hai cái rắc trắng và rắc màu vàng. Rắc trắng thì quấn băng dính màu trắng kia. Rắc vàng quấn băng dính màu đen trên kia. Hai rắc đấy to bằng nhau và có thể cắm lẫn cho nhau. Nếu anh em nào mà chót bị cắm lẫn cho nhau thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Và nó chỉ bị các chức năng nó không hoạt động đúng và cũng không hoạt động. Nên cho mình chỉ cần tháo ra và mình cắm lại là được. Đây mình cảnh báo để cho anh em biết được và để cho anh em tránh cái rắc màu vàng mà quấn băng dính đen to to kia, nó sẽ cắm ở phía trên. Đấy, còn hai cái rắc trắng, một rắc to và một rắc nhỏ cùng quấn băng dính trắng ở trên dây điện là màu trắng kia thì nó sẽ cắm ở phía lòng mình. Đấy, về dịch về phía bên dưới để cho anh em dễ phân biệt. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình. Xin chào anh em.